Trời ơi, tưởng sao mày có thằng con trai mà vợ chồng mày nghĩ sao mà gả trẻ cho người chuyển giới vậy? Trời ơi. Chào cô. Dạ, chào cô. Trời ơi, chào em. Chào anh. Dạ, chào cô và chị đến với chương trình. Dạ, xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Mình tên là Trần Thị Liên, sinh năm 1965. Và mẹ chồng một ca sĩ Lâm Khánh Chi. Cô làm công việc gì cô? Mình buôn bán tự do. Buôn bán tự do à? Nhà mình ở đâu? Nhà mình ở Long Hải, Vũng Tàu á. À, Vũng Tàu. Lâm Khánh Chi thì chắc không ai lạ rồi ha. Em có thể giới thiệu sơ với khán giả về mình đi. Mình tên là Lâm Khánh Chi. Đây là mẹ chồng của Khánh Chi. Dạ, chị làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Khánh Chi kết hôn với ông xã vào ngày 28 tháng 12. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai này nè, cô thấy có bất ngờ không và thấy như cảm giác thế nào? Nói chung là cách đây khoảng 1.5 năm, là khi con trai lúc đó nhà Liên có một cái kinh doanh, một cái sân bóng, thì Ken là phải ở nhà phụ với mẹ cái công việc quản lý. Thế thì Ken bảo là mẹ ơi, có lẽ là kỳ này mẹ cho con lên Sài Gòn sống. Thì Quỳnh Linh cũng biết rồi mà, con trai một mà, đi đâu thì bậc làm cha mẹ rất sợ xì ke ma túy, là con đi đâu mới được chứ. Thì bây giờ con muốn đi về Sài Gòn làm quản lý cho một ca sĩ. Thế mình hỏi chứ ca sĩ đó tên là gì, con nói mẹ cũng chẳng biết. Thì mẹ cứ biết là con đi làm. Thế thì mình cũng rất là suy nghĩ. Thế thì cũng tạm thời cho con đi 1 tháng rồi con về. Thì cháu đi 1 tháng cháu về. Khoảng chừng 4-5 tháng sau, mình có những người bạn ấy nói là: ê Liên ơi, mà nghe cái gì không? Hỏi nghe cái gì? Tao thấy con ở trên TV rồi đó. Bắt đầu mình về, mình mới nó mới tải cái mạng Facebook á, nó cho mình thấy. Thì lúc đó Khánh Chi với Phi Hùng nó đi chụp cảnh cưới trên Đà Lạt rồi, đi những cái cảnh đó rồi. Nhưng mà con trai đi thì úp mặt vào trong, chỉ thấy mình công chúa thôi chứ còn chú rể không thấy. Thấy cái lưng chú rể giấu mặt. Chú rể nó đã giấu mặt. Đó là còn đang giấu bố mẹ đó. Sao đó cô tìm hiểu thế nào? Thời gian đó thì Miểu thì nói chung là theo như mình nghĩ là chắc là tình yêu là một cái duyên nợ, mà các cháu chắc là một cái duyên nợ, một duyên trời định. À, kiếp trước đã thuộc về nhau, kiếp này phải đi tìm nhau thôi. Thì mình cũng để là thôi, cái chuyện đó để cho các con tự tìm hiểu. Dạ cô cho con hỏi tí xíu là ở nhà chú á, có biết được cái tin mà anh chị quen nhau không cô? Thời gian đó là mình là người biết đầu tiên. Dạ. Đầu tiên thì mình mới nói với ông xã: anh ơi, anh có biết cái gì không? Họ biết cái gì? Cái mình mới lấy cái hình trên Facebook á, mình đưa ra là hình hai đứa chụp đám cưới đó. Dạ. À, đây là rõ là con mình rồi, dù là không thấy mặt nhưng rõ là con của mình. Này không biết là đã quen Khánh Chi từ lúc nào. Thì có một lần đó mình lên Sài Gòn chơi, thì thật sự mình chủ động hẹn hai con mình. Con hẹn cho mẹ một cuộc hẹn với bạn của con, xem này con làm cho ai, ca sĩ nào. Ít nhất một người làm một con mẹ phải biết mặt là con sống như thế nào ở đâu. Thì lần đó gặp Khánh Chi lần đầu tiên. Tất nhiên thì nó không bất ngờ. Nhưng vì Khánh Chi là một cô gái rất là đặc biệt. Đêm nay cái lần đầu tiên gặp con dâu mình đây thì thật sự mình rất là bất ngờ. Khánh Chi là một người phụ nữ rất là dễ thương, là xinh, ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Nên là mình không nghĩ là Khánh Chi sẽ đẹp như thế. Còn với chị thì khi mà lần gặp đầu tiên, mẹ chồng có để lại ấn tượng cho chị không? Thực sự ra thì Khánh Chi cũng hồi hộp khi mà gặp mẹ chồng của mình. Và Khánh Chi nghĩ là mình yêu chân thành và mình sống tốt thì mình sẽ được người lớn sẽ công nhận và yêu thương mình. Vì vậy khi mà Khánh Chi gặp mẹ chồng Khánh Chi, thật sự Khánh Chi không có áp lực nhiều. Nhưng cũng nghe chồng nói là mẹ là dễ tính hơn bố. Chính vì vậy Khánh Chi là càng không áp lực, rất là thoải mái khi mà gặp mẹ lần đầu tiên ở trên Sài Gòn. Hôm nay có tất cả mọi người ở trong trường quay, Liên cũng không ngại nói lời nói ra đây. Con trai hợp với mẹ hơn bố, vì tính bố cương trực lắm, bộ đội là Quỳnh Linh biết rồi, 1-1-2-2 mà. Thế thì nói: mẹ ơi, giờ con nhất định yêu Khánh Chi, thì mẹ nghĩ sao? Mình nói một câu duy nhất: mẹ cho con một thời gian trong vòng 6 tháng để con lựa chọn. Con yêu Khánh Chi bằng cả tấm lòng thì mẹ quyết định. Hãy cứ suy nghĩ và nằm đêm suy nghĩ nghe lời mẹ nói. Mẹ không muốn con đến với Khánh Chi bằng bất cứ một hình thức nào. Khi nào mà con cảm nhận được con đã suy nghĩ chín chắn hay nói với mẹ thì mẹ mới cho ba đồng ý cưới. Vì bây giờ con quen Khánh Chi này, con thấy không, bố mẹ bị chịu cái tiếng này, lấy Khánh Chi vì của nè, lấy Khánh Chi vì tiền này, rồi lấy Khánh Chi vì thế này này, về thế kia, để muốn được vào showbiz này, vào giới nổi tiếng này. Đó, con thấy chưa, bấy nhiêu là mẹ đủ nghe nhiều lắm rồi. Thế thì bây giờ con chứng minh cho mẹ thấy, nếu như con mang cả tấm lòng mình mà yêu thương Khánh Chi thì mẹ nói ba tác hợp cho hai đứa. Còn nếu không thì thôi. Đó là còn để làm công tác tư tưởng với con của mình đấy. Lần đó là về không có Khánh Chi về đâu, là về chỉ rờ vai rờ cổ mẹ là: mẹ ơi, cho con yêu Khánh Chi đấy.
là mình làm công tác tư tưởng. Bố phản ứng có nói gì không? Lúc đấy chưa cho bố biết. Lúc đấy là chưa dám cho bố biết là... Lần đầu tiên bố biết thì sao? Lần đầu tiên bố biết, thật sự ông xã mình rất là bình tĩnh. Đàn ông thì thường thường, đúng là đàn ông thì khôn hơn phụ nữ thật. Ông rất là bình tĩnh, ông không nói gì. Ông nghe nhưng cứ bình tĩnh. Tôi chẳng hiểu sao. Tôi cho nó ăn học bao nhiêu nghề rồi. Bây giờ nó đi về Sài Gòn, nó đi làm quản lý cho ca sĩ, nó lại thích lấy ca sĩ. Rồi không biết lấy ca sĩ rồi yêu Khánh Chi có yêu thật hay không đấy. Hay lại còn non đờ trẻ dại, rồi bỏ con gái người ta giữa đường. Trong khi Khánh Chi để trở thành ngày hôm nay là cả một quãng đời khổ rồi. Bây giờ mà con trai mình bỏ người ta giữa đường nữa, em nghĩ sao trong chuyện này? Thế thì tôi giao cho bà. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà dạy dỗ nó. Yêu Khánh Chi thì yêu làm sao. Và tôi chỉ đi cưới có một lần thôi. Không có cưới cho lần thứ hai. Nếu là thứ hai cưới tôi không cưới nữa. Nó yêu anh tôi chỉ cưới một lần thôi. Cương quyết là một lần. Hai vợ chồng có bao giờ ngồi nói chuyện với nhau về Khánh Chi chưa? Có chứ Quyền Linh. Dạ. Có một lần thì hai vợ chồng bạn bè cũng biết bây giờ theo anh thì nếu thì thực sự con trai yêu Khánh Chi thì anh nghĩ sao? Thì nói chung người mẹ nào cũng vậy thôi. Thì rất là thương con. Hoặc là cũng muốn mình có một đứa cháu nữa dòng nối dõi. Thì đi nói với ba nó thì ba nói câu này. Xong em thời đại này đi tới đâu rồi mà em còn cổ hữu quá vậy? Ủa thì cứ mình cứ coi như là con trai của mình là lấy một người phụ nữ bình thường nhưng mà lấy phải người con gái vô sinh thì sẵn sàng có những cái phương pháp khác để con mình sinh con, đừng có quá bi quan. Lúc đó hai chồng cũng có tranh luận, cũng nói qua nói lại, một cái gọi là lại cũng nói qua nói lại, không lớn lắm nhưng mà trong suốt thời gian đó thì cũng rất là tranh luận về vấn đề con cái. Nhưng sau này thì mình có coi một cái đoạn là YouTuber của Khánh Chi khi mà để trở thành một người phụ nữ. Lúc mà Khánh Chi ở bên Thái Lan á, rồi có những cái giai đoạn Khánh Chi phải muốn là đi tìm đến cái chết. Vì lúc đó đau đớn quá. Coi mình coi cái đoạn đó mình cảm nhận là như thế này thì Khánh Chi cũng là một người con người như chúng ta. Mà để muốn tìm lại chính mình mà phải trải qua như thế thì Khánh Chi là người con gái đáng thương. Thế mình mới nói với bố nó là có lẽ là em sai rồi, có lẽ là em suy nghĩ cái sai của em. Thế thì từ đó cho đi thì vợ chồng mình không bất hòa về vấn đề con cái nữa. Đây là một cái cảm nhận rất là hay. Linh nghĩ rằng đâu đó vẫn còn những cái suy nghĩ ha, những cái gì đó về những cái người chuyển giới như Khánh Chi. Thì nghe cái câu này họ cũng đều phải suy nghĩ lại. Chúng ta sinh ra lớn lên đều là con người. Và chúng ta được mưu cầu hạnh phúc, ta có thể trở thành chính mình. Và cũng không có điều gì để làm cái ranh giới giữa người với nhau cả. Và tình thương yêu phải chan hòa như thế. Cảm ơn cô và chú cũng đã đồng cảm với điều này ha. Lý do tại sao mà bố mẹ yêu thương Khánh Chi và đồng ý cho Khánh Chi và anh Ken kết hôn với nhau là vì một lý do là bố mẹ rất thương anh Ken và muốn anh Ken hạnh phúc. Chính vì vậy anh Ken yêu ai thì bố mẹ biết người đó đàng hoàng, bố mẹ sẽ chấp nhận liền. Và thấy anh Ken yêu Khánh Chi thực sự và tìm hiểu được thấy Khánh Chi yêu anh Ken thật lòng. Và gia đình Khánh Chi cũng là một người gia đình đàng hoàng nên bố mẹ chấp nhận. Mà khi kết hôn thì bố Khánh Chi và anh Ken đều trình bày với bố mẹ, đồng ý xong rồi bắt đầu mới cho cái ngày hẹn bên gia đình của Khánh Chi. Rồi ba mẹ chồng mới qua gặp ba mẹ Khánh Chi. Khi mà mình đi mời đám cưới cho con của mình á, thật lòng có một đứa con trai á. Ngày xưa khi các anh chị bà con của mình mời vợ chồng đám cưới là chỉ gọi cú điện thoại thôi. Còn đấy đích thân ông xã đánh xe hơi lên từng nhà để mời và nói cả cái tấm lòng của mình là anh chị hãy đi cho cháu. Và cũng rất may mắn là đám cưới của con mình diễn ra là số người đi đông hơn dự định. Tức là nó sẽ đi đông hơn sao không kỳ thị gì. Nhưng cũng có những người mà người ta không được mời, họ lại kỳ thị. Họ lại nói là trời ơi tưởng sao mày có thằng con trai mà vợ chồng mày nghĩ sao mà gả trẻ cho người chuyển giới vậy. Thì ông xã cũng có trả lời, ủa bộ chuyển giới cũng có tội à? Ủa chuyển giới là cái gì, cũng là con người chứ. Đó là những cái mà khi sát ngày cưới cũng vẫn có những tiếng nói như thế, bạn bè cũng kỳ thị. Nhưng thì ông xã lúc đầu đã nói rồi, anh tính anh rất là cương trực, một khi đã quyết định một điều gì thì không ai có thể ngăn cản được. Ủa con tôi lấy vợ là đâu có liên quan đến mấy người đâu. Mấy người cũng đâu có nuôi tôi hay nuôi con tôi đâu. Chẳng lẽ tôi biểu là con trai tôi đừng lấy Khánh Chi là mỗi ngày ông bà xúc gạo tôi ăn hay sao? Không có. Nên là không ai có quyền nói. Mà bố nói là đám cưới mời ai muốn đi đi, không đi thì thôi, bố không cần.
bởi vì thương bố dễ sợ. Chị biết không, để vượt qua cái ngưỡng này rất là khó. Anh nghĩ rằng á là phải mất một thời gian khá lâu suy nghĩ, trăn trở rất là nhiều cái lời đàm tiếu xung quanh ở cái vùng cô ở đó, đúng không cô? Đúng rồi, nói ra nó vô dữ lắm. Anh nói thật á, để tìm được rớt nước mắt, may mắn mà muốn rớt nước mắt. Rớt nước mắt. Có bao giờ em khóc trước mẹ chồng của em về những điều có. Đó chưa? Trước khi mà em cũng xin chia sẻ, trước khi mà bắt đầu là quyết định cưới nhau rồi đó, thì hôm đó là Khánh Chi và chồng Khánh Chi về để gặp bố mẹ và sẽ nói chuyện bố mẹ, xong là hẹn ngày cho bố mẹ lên gặp ba mẹ ruột của Khánh Chi. Thì bố có nói bố nói một câu như vậy, bố nói là bố chưa bao giờ suy nghĩ Khánh Chi là một người chuyển giới. Bố chỉ biết Khánh Chi là một người con gái và là một người con dâu của bố. Còn vấn đề sinh con không được, bố cứ xem là con là một người phụ nữ vô sinh. Và bố biết được cái điều đó khi cưới con về, chứ không phải là biết cưới người con gái về rồi sau đó bị vô sinh thì lúc đó bố mới buồn. Còn này bố biết trước rồi là mình không sinh được, và bố nghĩ là mình là một người con gái vô sinh và chấp nhận cưới mình về nên bố không buồn. Còn vấn đề sinh con, bố nói là cháu mình có rất là nhiều người đẻ con và không có khả năng thì mình sẽ sinh về nuôi. Là lúc đó Khánh Chi khóc rớt nước mắt. Bên kia khóc là mẹ khóc luôn. Rồi mẹ mới nói, mẹ chồng mới nói là bố mẹ không mong gì hết, chỉ mong hai con được hạnh phúc là bố mẹ vui. Thật là tuyệt vời, những người làm cha làm mẹ, những bậc phụ huynh, một cái điều quan trọng nhất cả cuộc đời họ là chỉ mong con mình hạnh phúc thôi. Hai cái chữ nó thiêng liêng vô cùng đối với các bậc cha mẹ. Khi mà chị về làm dâu á, cái sợ và cái lo lắng nhất của chị là điều gì? Thực sự Nam thì Khánh Chi ở Sài Gòn, nên Khánh Chi từ khi mà cưới nhau về thì Khánh Chi thực sự là Khánh Chi rất là sướng, Khánh Chi không có làm dâu. Tại vì Khánh Chi đi hát ở xa và ở Sài Gòn nên bố mẹ cũng thông cảm cái vấn đề mà làm dâu, và Khánh Chi cũng rất là sướng là được bố mẹ thương. Khi mà về nhà chơi thì bố mẹ cũng chẳng cho làm cái gì hết, chỉ phụ bưng chén, bưng dĩa là hay là gót nước thôi, bố mẹ cũng không cho làm. Chính vì vậy Khánh Chi rất là sướng chưa làm dâu. Em không biết là ở nhà hai mẹ con mình có hay tâm sự mà ngủ chung hay là đi mua sắm hay là làm những chuyện gì đó mà hai mẹ con đi chung với nhau không chị? Thật sự ra thì hai mẹ con Khánh Chi rất là thân. Khánh Chi lại thân với lại mẹ chồng Khánh Chi hơn là mẹ ruột. Tại vì mẹ ruột thì có thể là gặp thường xuyên nên cái liên lạc điện thoại hay là tin nhắn là ít. Còn với mẹ chồng thì ở xa nhau nên là Khánh Chi và mẹ chồng thường nhắn tin qua Zalo suốt ngày. Cứ nói chuyện khi nào rảnh hai mẹ con cứ xù xì xủ xỉ, rồi bàn cái đây bàn cái kia bàn cái nọ, hay là có cái chuyện gì thì hai mẹ con đều là thì thầm bổ sung với nhau. Nên là thực sự ra thì hai mẹ con rất là thân. Có giờ hát một mình cho mẹ chồng nghe chưa? Hát thì khi nào mà về nhà thăm nhà thì hát. Em nhớ bài nào mà lần đầu tiên ra mắt hát cho mẹ chồng nghe không? Lúc đó hình như là Khánh Chi hát cái bài Xin làm người xa lạ đúng không? Còn gì đâu anh nhắc nhở chi cho thêm buồn, còn gì đâu anh thôi đừng đến đắng cay thêm. Đoạn đường ta qua. Ồ, ca bài này hay, hát bài này đúng là lấy tình cảm của ba mẹ chồng luôn á. Hả? Còn hợp nhau chuyện ca gì đâu? Hát hợp với nhau, trang phục màu sắc cũng hợp với nhau. Hôm nay bộ đồ này là Khánh Chi thiết kế cho mẹ Khánh Chi. Hay quá. Cô ơi, cho con hỏi tí xíu nha. Cô có một người con trai một thôi, thì khi mà lấy chị Khánh Chi thì cô có tò mò về cái ngoại hình bên trong của chị Chi không cô? Tất nhiên người sẽ tò mò chứ. Rất tò mò xem là ở bên ngoài thì tất cả fan hâm mộ nè, rồi nhiều người chứ họ sẽ rất là tò mò không biết Khánh Chi như thế nào. Và một lần đó dưới nhà mình có một cái tiệc sinh nhật của bà con, Khánh Chi sẽ được mời về gia đình hát bộ cái tiệc sinh nhật đó. Và buổi đó Khánh Chi là mặc đồ rất là đẹp, đẹp rất là lộng lẫy. Thì khi mà vô thay đồ để chỉnh đồ hát xong thì là Khánh Chi đến để thay đồ để mẹ con cùng đi ăn, đi chơi qua Vũng Tàu. Thì mình đích thân dẫn con dâu vô thay đồ. Lúc đó mình mới tận mắt nhìn thấy Khánh Chi. Và thật sự hôm nay mình nói ra đây là mình không thể tưởng tượng mà cảm nhận trong đầu mình được là một người phụ nữ như Khánh Chi, nếu mà con gái bình thường cũng không thể nó đẹp được như Khánh Chi. Trời ơi, hạnh phúc quá. Cô ơi,
Khi mà một người con dâu á, thì một người mẹ chồng mong muốn là cái chuyện bếp núc, cái chuyện nội trợ trong nhà phải tốt. Thì cô có mong muốn ở chị Chi cái điều đó hay không? Để lo cho người con trai của mình. Nói chung là không có một người phụ nữ nào, không có một người mẹ nào mà lại không muốn cho con. Đây không phải nói là cái từ con dâu, mà mình không có con gái. Mình rất mong con trai mình cưới được một con dâu ngoan thì sẽ là con gái của mình. Nhưng có về phần Khánh Chi thì đó là điều rất là đặc biệt. Vì Khánh Chi sống trong cái nghề ca hát, là nghề showbiz. Thời gian ăn ngủ chẳng có nữa, thì thời gian đâu mà nấu bếp. Thế thì mình rất là thông cảm. Và nhiều khi Khánh Chi về nhà chơi á, cũng rất muốn săn sắn với bố, là đi theo bố nấu ăn. Ông xã là đầu bếp, nấu ăn rất là ngon. Và cũng hay dạy cho con dâu nấu. Nhưng mình bảo bố ơi, con mình nó chẳng có đủ thời gian để nó nấu. Tốt nhất là cứ nấu cho nó ăn cho nó nhanh. Hễ con nó về thì anh cứ mua sẵn anh nấu là về, chỉ vào một bàn cho nó vui. Chứ giờ thời gian đâu có để mà nấu. Và đặc biệt là Khánh Bi á, Ken á, là chồng Khánh Chi ấy, cũng là đầu bếp. Nấu ăn rất là giỏi. À dạ, hay nha. Hai bố con này đầu bếp. Nhưng giữa hai mẹ con, từ lúc ở chung tới giờ, từ về làm dâu tới giờ, có những chuyện gì mà chưa hợp hay không? Tất nhiên là có. Có một lần đó mà mình khóc 3 ngày luôn á. Hôm nay nói ra đây. Có một người đó cũng ở trong dòng họ nói về Khánh Chi. Thì lúc đó mình rất là bức xúc. Mình mới nhắn một tin điện thoại lên cho con dâu mình, nói là Người ta như thế. Chuyện tế nhị không nói ra đây. Nhưng mà không biết Khánh Chi hiểu gì về mẹ, không hiểu được. Rồi mới tranh cãi với chồng. Bắt đầu Phi Hùng mới bắt đầu ngày mai mới nhắn một cái tin nhắn: từ nay con với vợ con không tin mẹ nữa. Mình khóc đúng 3 ngày bỏ ăn luôn á. Trời ơi, thật sự mình muốn bảo vệ cho con dâu của mình. Mình nhất định là mình nói một cái bật mí nhỏ cho con biết là người ta sẽ nói như thế đấy con. Người ta không tốt với con đâu. Mình thì muốn bảo vệ con mình, nhưng con mình lại hiểu sai ý của mình. Cho đến bây giờ không biết con mình đã hiểu mình cái đó đúng hay là sai. Và thật sự mình rất là buồn chuyện đó. Buồn đúng hôm nay mới nói ra đây mà. Nhưng mà em nhắn tin gì cho chồng em mà chồng em không muốn tin mẹ nữa? Thì nói chung là mẹ nhắn cho em kể cái câu chuyện đó. Khánh Chi muốn gọi điện thoại bắn cái người đó một trận. Rồi. Mình lại không muốn. Tại vì người đó xúc phạm tới Khánh Chi. Mình không muốn. Nên Khánh Chi muốn là điện thoại hỏi tại sao. Tại người đó cũng là người quen, người thân. Mà không có mặt. Có mặt mình thì vui vẻ, từ sau lưng mình thì đi nói xấu mình. Bằng mặt không bằng lòng. Đúng. Trong đó Khánh Chi muốn là điện thoại cho cái người đó hỏi tại sao nói vậy với mẹ Khánh Chi. Mẹ thì mẹ không sợ cho, cái mẹ chuyện sẽ mất lòng. Mẹ không cho, mẹ sẽ mất lòng. Thì đâm ra là Khánh Chi và chồng Khánh Chi hiểu lầm nhau đó. Hiểu về mẹ sai. Rồi chồng Khánh Chi, Binh Khánh Chi. Binh Khánh Chi, nghỉ bỏ chơi mẹ luôn. Nghỉ chơi mẹ luôn. Chứng tỏ rằng chồng Khánh Chi yêu Khánh Chi nhiều lắm á. Chính xác. Rồi bây giờ em nghe chồng em nói điều gì nha. Ủa có nữa hả? Có rồi. Trời sao bất ngờ quá vậy. Trời ơi, đau lắm. Là người đứng giữa, một bên là vợ, một bên là mẹ á, thì thực ra là cũng không có chuyện gì khó xử. Thì một cái là hơi ghen tị với vợ một tí xíu, là mẹ hình như là nói chuyện với vợ mình rất là nhiều, gần như là chuyện gì hai mẹ con tâm sự đó. Có một vài lần á, là mẹ nói là thương vợ nhiều vô, vợ anh là người như vậy rồi nên mình phải thương hơn, người con gái mình thương rất là nhiều, phải thương hơn nhiều. Mỗi lần về là vợ mình trực tiếp xuống bếp phụ mẹ, nhưng ba mẹ cứ kêu đi lên đi con để ba mẹ làm cho, nên những cái chuyện đó hai vợ chồng cũng không phải làm, và ba mẹ cũng kiểu như là thương cứ kêu đi ra không cho làm. Thực tế là chị cái lúc chị không được tốt cho lắm đâu. Có một lần dặn làm đồ ăn chỗ ta, nhưng mà thực ra là đứng khều ba mẹ làm, đứng kế bên phụ chứ không biết làm. Sở của vợ cũng khá có nhiều đó, như là nghiện Facebook nè, thích đi mua sắm. Vợ mình có một cái thói quen, tức là khi mà tập trung làm một cái việc gì đó sẽ coi mọi người không còn tồn tại. Khi mà nói chuyện với vợ mình lúc đó thì nó rất cảm thấy khó chịu lắm. Mình muốn hai mẹ con mãi mãi như hiện tại, như là bây giờ, luôn luôn yêu thương nhau, luôn hiểu nhau, và hai bên sẽ mãi mãi hạnh phúc. Chị có xấu vậy không? Không có. Không có sao ta nói? Nhiều khi chị, bây giờ chị hỏi em nè, thí dụ em đang xem Facebook, em đang đọc một cái tin tức gì, gì mình, em đang say mê hay là em đang coi một cái đoạn phim chuyện nào, thì cái người mà nói mình cái gì mình nói à mình nghe vậy rồi, hiểu không? Mình đang bị say theo cái phim. Thông cảm cho chị. Nhưng mà nhiều lần lắm rồi phải không? Chắc vậy. Trời ơi. Nhưng mà sao khi coi phim hay là sao khi làm cái gì đó là chị sẽ hỏi lại.
hồi nãy anh nói gì vậy? Nhưng mà anh không chịu, anh giận. Anh nói luôn, lúc anh nói là phải nghe liền. À, đúng rồi, ta nói chuyện phải lắng nghe đàng hoàng. Anh cũng vậy, vậy có nhiều lúc anh chơi game điện tử, chị nói anh cũng đâu có nghe đâu. Vậy hả? Vậy là anh sai. Thì có ai có lạ với toàn lòng nghe. Rồi lúc em đang chơi điện tử hay đang xem phim gì mẹ chồng nói có nghe không? Mẹ gọi thì phải nghe chứ. Nghe có bỏ máy xuống không? Không. Trời ơi, vẫn nghe chứ, đâu có bỏ máy xuống. Mình vẫn nghe. Mẹ gọi quạt, mẹ gọi em á, chừng khi là em tắm trong nhà tắm em không nghe máy thôi. Chứ lúc nào ông ngoại em là người, nhiều khi ông xã em là ham chơi game không nghe máy, lại đưa qua là em nghe. Nhưng có những lúc ổng đưa em trong toilet làm sao mà nghe được. Hôm nay cô có mong muốn con dâu mình như thế nào, thay đổi thế nào để có thể hài lòng mình nhiều hơn không? Nói chung là về phần Khánh Chi á, thì mình chưa có một cái gì gọi là không hài lòng. Yeah. Cái mà mong muốn nhất con dâu của mình á, là chỉ mong con dâu giữ gìn sức khỏe để sống lâu với vợ chồng, với con trai của mình. Điều mình mong muốn nhất là tiền cũng không phải là tất cả, mà con phải ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc, để mà thứ nhất là giữ được cái nhan sắc, thứ hai là giữ được sức khỏe. Vì sức khỏe mới chính là một cái kho báu, là vàng, là bạc, chứ tiền không phải là vàng bạc. Còn em có mong muốn gì mẹ chồng em không? Thì nói chung là em mong muốn cho ba mẹ chồng và ba mẹ ruột em là có nhiều sức khỏe để mà sống với tụi em nó thời gian nó dài hơn nữa. Tại vì ai cũng sẽ già đi và ai cũng sẽ đến cái ngày mà không ai mong muốn được hết. Và Khánh Chi sợ nhất là chứng kiến những người thân của mình và những người mình yêu thương thương nhất của mình, và mình không thể ở gần bên những người yêu thương nhất của mình khi mình có đầy đủ để mình có thể mình phụng dưỡng hay là mình báo hiếu, là điều Khánh Chi lo lắng nhất và trăn trở nhất. Và Khánh Chi cũng đã từng nói với ông xã Khánh Chi rất là nhiều, em cũng không sống với anh được thọ, tại vì em là người chuyển giới, em mất 10 năm tới 15 năm, nên cái tuổi thọ của Khánh Chi cũng sẽ không có nhiều. Thôi, cảm ơn hai mẹ con đến đây để tham gia chương trình. Hãy ôm nhau thật chặt và nói những lời yêu thương thật nhiều. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Dễ thương. Dễ thương quá. Thế này trong nhà luôn luôn có tiếng cười đúng không cô?